Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Công an có bảo kê cho Vingroup không? Ngày 30 tháng 4, AFA Tiếng Việt đăng bình luận của blogger Đồng Phụng Việt với tựa đề Vingroup và Công an chỉ cột dây dậy trong ruộng dừa. Tác giả dẫn bài lược thuật của ông Lê Minh Nguyên trên Facebook về tai nạn xảy ra ngày 24 tháng 4 tại Mỹ. Theo đó, một gia đình 4 người đã chết hết vì đi xe VinFast đụng vào cây xoài bốc cháy vào khoảng 9 giờ tối thứ tư ngày 24 tháng 4 ở Pleasanton, Bắc California. Một nhân chứng là ông Larry Lai, sống gần đó cho biết, ông đang ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng nổ vào thời điểm xảy ra tai nạn. Ông nói cứ 5 đến 10 giây lại có một tiếng nổ lớn, có thể khoảng 5 đến 8 lần. Điều tệ hại, theo ông Lê Minh Nguyên, là VinFast từ chối sự tiếp xúc của hãng tin NBC Pay Area. Cho tới thời điểm này, VinFast vẫn còn làm thinh về tai nạn. Ông Nguyên cho rằng VinFast không thể và không nên ứng xử thờ ơ trước một tai nạn kinh khủng như vậy ở Mỹ. Không nên đem cung cách ứng xử với người tiêu dùng ở Việt Nam để áp dụng ở Mỹ vì sẽ thất bại ê chệ. VinFast bán xe nhưng nên hiểu là mạng người không rẻ rúng. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Tác giả đồng phụng Việt cho hay có rất nhiều người trích dịch tin tức về vụ tai nạn trên từ các cơ quan truyền thông ở Mỹ nhưng tác giả chọn giới thiệu bài lược thuật của ông Lê Minh Nguyên vì lý do ông Nguyên cũng là người Việt nhưng chắc chắn không cần phải đào tẩu và xin tị nạn như Sony Trần vì ông ở bên ngoài Việt Nam. Tác giả đề cập đến trường hợp của Sony Trần, tên thật là Trần Mai Sơn, 38 tuổi, nổi tiếng về chuyên chắc lọc, tổng hợp thông tin từ các cáo bạch của Vingroup, đối chiếu với những tài liệu của các doanh nghiệp ngoại quốc như Tada, Long Trình để phân tích nhận định về Vingroup và VinFast. Ông Sơn cũng là người Việt như ông Lê Minh Nguyên nhưng sống ở Việt Nam và việc Bob Fordvin đã khiến Sony Trần gặp rắc rối liên tục, bị công an Việt Nam triệu tập vì cho là có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo tác giả, việc Sony Trần bị sách nhiễu đã khiến một số cơ quan truyền thông quốc tế ngạc nhiên và nêu ra như một hiện tượng vừa kỳ dị vừa đáng ngại ở Việt Nam. Tình Sony Trần đào tẩu xuất hiện gần như cùng lúc với tin về vụ tai nạn thảm khốc ở Princeton. Và đây là hình có sự mốc ngoạ từ hai nhân vật này hay không. Tác giả nhận xét, thiên hạ ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam đã từng và có lẽ sẽ còn tiếp tục bàn tán rất nhiều về việc tại sao hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam lại chọn phương thức hành xử theo kiểu mũ ni che tay trước những thông tin, sự kiện mà về mặt nghề nghiệp vốn dĩ không thể bỏ qua chỉ vì nó không có lợi cho sự nghiệp của Vingroup. Thiên hạ cũng không thể lý giải tại sao công an Việt Nam lại quan tâm và bảo vệ Vingroup tận tình đến như vậy. Tác giả nêu vấn đề, Ông Tô Lâm có biết hiện tượng hết sức bất thường này hay không? Đặc biệt là khi hiện tượng hết sức bất thường này đã trở thành sự kiện và vấn đề trên truyền thông quốc tế, gây tổng hại cho nỗ lực vận động thiên hạ, công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, vấn đề có tính chất sống còn đối với sự ổn định và phát triển của kinh tế xã hội Việt Nam. Chẳng lẽ hiện tượng hết sức bất thường đó nằm ngoài phạm trù an ninh kinh tế chăng? Tác giả cho rằng chưa có bằng chứng nào về việc Bộ Công an bảo kê cho VinGroup cũng chưa có bằng chứng nào về việc Vingroup dùng bộ công an. Xong chẳng lẽ tất cả đều là ngẫu nhiên chăng? Ngạn ngữ có câu, trong ruộng dưa đừng cột dây dày, dưới gốc mận đừng sửa mũ. Hàm ý người tử tế nên tránh gây ngộ nhận. Cả Vingroup lẫn bộ công an dưới quyền điều hành của ông Tô Lâm chưa chú ý để tránh ngộ nhận và trong tương lai có muốn tránh chăng? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Công An có bảo kê cho VinGroup không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hiện giờ đảng không còn gì ngoài hỗn loạn. Ngày 29 tháng 4, VOA tiếng Việt có bài công cụ đốt lò ông Tô Lâm là người thắng cuộc. VOA dẫn lời giáo sư Abuja, chuyên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Đại học Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington nhận định rằng ông Tô Lâm đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị và ông ấy sẽ không dừng lại. VOA cho hay Bộ trưởng Công an Tô Lâm được xem là người hỗ trợ đắc lực cho công cuộc đốt lò của ông Trọng khi Bộ Công an của ông đã phanh phui và khởi tố nhiều vụ việc của các doanh nghiệp mà sau đó dẫn đến những cú rớt đài của các ông Phúc, Thưởng và Huệ, mặc dù đảng không nói rõ sai phạm của các ông này là gì. Giáo sư Abuja cho rằng, ông Tô Lâm rõ ràng là người chiến thắng trong công cuộc chống tham nhũng khi đã đẩy lùi các đối thủ có khả năng lên kế nhiệm ông Trọng vào năm 2026. Và đây là hình bài trên VOA. Ngay lúc này, chỉ còn hai ứng viên có đủ điều kiện lên thay ông Trọng theo quy chế hiện hành của đảng ngoài ông Tô Lâm. Đó là ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, và bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương. Nhưng ông Tô Lâm nắm rất nhiều thóp của ông chính, người cũng bị những cáo buộc tham nhũng treo lơ lửng trên đầu. Theo giáo sư Abuja, ông Trọng đã cưỡi lên lưng cọp, ông Tô Lâm là vũ khí tấn công của ông Trọng, nhưng trong khi tiến hành, ông Tô Lâm đã lợi dụng việc đốt lò để từng bước hạ từng đối thủ một, bao gồm cả người được ông Trọng đỡ đầu, như ông Vương Đình Huệ. Tôi không nghĩ là ông Trọng có thể dừng đốt lò lúc này, nếu như ông ấy muốn ông ấy có thể bắt tô lâm dừng lại nhưng sẽ khó mà đạo diễn và tôi không chắc ông trọng có muốn dừng hay không nhận định về ông vương đình huệ giáo sư cho rằng rõ ràng ông ấy được bồi dưỡng để lên nắm vị trí cao nhất với rất nhiều kinh nghiệm trong cả đảng và chính phủ ông ấy thể hiện tham vọng rất rõ ràng và mong muốn leo lên vị trí cao nhất đó là lý do tại sao ông ấy tự tin thái quá trong vai trò của ông ấy chủ tịch quốc hội ông abuza nhận định rằng Chuyến công du vừa qua của ông Huệ cho thấy Bắc Kinh đặt cược rằng ông Huệ sẽ trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Việt Nam và các lãnh đạo của họ đã bỏ thời gian ra để gặp ông Huệ. Và đây là hình dạng lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nay đã rơi rụng khá nhiều. Về tình hình nội bộ đảng hiện nay, sau những cú sốc liên tiếp, giáo sư Abuza cho rằng đang hỗn loạn với 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị rơi rụng và hai ghế tứ trụ đang để trống công cụ đốt lò vốn có mục đích lấy lại niềm tin của người dân vào đảng, thì nay lại phơi bày trần trụi tình trạng tham nhũng hoành hành đến mức nào ngay ở cấp cao nhất của đảng. Tôi nghĩ công cụ đốt lò đã làm mất mặt mũi của đảng trong mắt người dân, giáo sư nói thêm. Về tình hình đất nước, ông Abuja cho rằng hiện giờ không có gì ngoài bất ổn, trong khi một trong những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài là ổn định chính trị. Ông cũng cho rằng tình hình sẽ không sớm ổn định trở lại và sẽ không ngoa khi nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang trải qua khủng hoảng lãnh đạo và đấu đá nội bộ đã trở thành rào cản lớn của đảng. Theo phân tích của ông, khi đảng kiếm người để thế vào hai ghế bị trống mà bà Mai là một ứng cử viên, thì đảng phải tìm người thay thế hai vị trí của bà Mai là thường trực ban bí thư và trưởng ban tổ chức trung ương vốn có vai trò quan trọng trong cơ cấu của đảng. Chức thường trực ban bí thư xử lý công việc hàng ngày của đảng trong khi chức trưởng ban tổ chức trung ương lo cất cử nhân sự vào các vị trí từ cấp trung cho đến cấp cao, giáo sư Abuja chỉ ra. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Hiện giờ đảng không còn gì ngoài hỗn loạn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới